Hello, xin mến chào đại gia đình mình nha. Bây giờ thì hai mẹ con đi ra tiệm cả nhà ơi. À, 2 tháng mấy đi Việt Nam rồi, đóng cửa tiệm không. Giờ ra coi thử hôm nay tiệm mình nó như thế nào. Rồi khung cảnh thời tiết ở Michigan bây giờ là quá đã luôn cả nhà ơi. Bông hoa đồ cả nhà thấy không? Đó kìa, đó. Bông hoa đồ tươi tốt lên đẹp lắm. Rồi cái mình còn phải đi chợ nữa. Đi chợ mua đồ ăn, rau củ, đồ về. Lâu quá mọi người cũng chưa coi lại mấy chợ nên thôi. Để đi quay hết một vòng ngày hôm nay. Xe thì được rửa sạch sẽ rồi. Hôm qua chồng mà vẫn rửa sạch sẽ hết rồi. Để 2 tháng rưỡi bụi nó bám vô hôm qua. Rồi mẹ lên đi mẹ. Hôm qua nhìn không có biết chiếc xe mình sao. Hôm nay đi là phải đội nón rồi cả nhà. Mà không bận áo khoác nhẹ nhẹ là sợ nắng chứ không còn sợ lạnh nữa. Rồi. Qua không lái lại xe, nay vô lấy xe đây, biết còn biết cách lái không bếp? Phải nhớ nha. Trời. Chỉnh ghế chỉnh đồ lại, này đi huynh chỉnh rồi. Đây, cái số 1 của con rồi, đó, số 1 là của con, số 2 là của đi huynh. Con là người lái thường xuyên xe này nên là số 1 đó, bấm vô số 1 cái là nó sẽ tự chỉnh lại cái ghế của mình nè. Này lên xuống. Rồi mở cái này để cho sáng rồi. Rồi. Đi thôi. Xa lái này cho cũng lành chứ à. Hồi nào hôm qua con hỏi cái bà hàng xóm là nóng lâu chưa, bà cũng nói là chỉ mới đây từng lễ rồi thôi chứ còn hồi bữa là cũng còn lạnh à nghe. Ừ. Ngủ được cũng rất cái khỏe người. Giờ phải đi ra bắt đầu cái công việc của mình từ từ chứ không. À, cái con đường hàng ngày trước đây hàng ngày mình đi với Ngọc ha. Con đường có lá mê bay. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi lại đây. Không nói chứ mà ở đây lâu rồi mình đi mình nhớ nó chứ. Nhớ Ngọc ơi. Nhớ xong nhớ. Hồi mà mẹ qua đây du lịch mấy tháng mấy năm trước đó con. Mà mẹ về bển cái tới hồi mỗi ngày mẹ thấy con đi chợ là mẹ thấy con đường đó mẹ còn nhớ đó chứ đừng nói chị con. Ôi cây đó cây gì mới mọc lên như đó đẹp nha. À, chỗ đi chơi chay nè. Công viên của chay đó. Nay là bắt đầu 8 giờ là hai mẹ con là xong xuôi hết rồi có mặt đi rồi ha. Đó, sửa giấc lại thì thôi cố gắng mai mốt tối ngủ sớm nè để sáng mình dậy sớm nè cũng có nguyên một cái ngày thiệt là dài. Thiệt luôn á chứ. Dậy 7-8 giờ là cái ngày nó dài vô cùng mà dậy 11 giờ thấy hết giờ hết ngày luôn. Sửa lại giấc đang ngủ sớm thức sớm. Rồi bắt đầu giờ tới ngã ba. Ngã tư hả? Ngã tư luôn. Giờ là đem đồ ra để ra tiệm cất mấy cái khô cái ấy đồ ngoài tiệm. Chất bớt đồ ngoài tiệm. Chết rồi quên đem theo đồ để ấy đi ra trả bill trả đồ rồi. Thôi để thứ hai đi rồi làm luôn. Thư mail đồ này kia tới cũng nhiều để trả bill trả đồ này kia bill chút mỗi cái chút vậy đó. Ừ. Đi giờ này là còn mấy cái chỗ người ta chưa mở làm việc luôn á. Đúng rồi. 9 giờ 10 giờ người ta mới bắt đầu mở làm việc. Rồi những chỗ bán ăn sáng thì người ta còn mở sớm chứ còn không thôi. Cả nhà mình ơi, hai mẹ con giờ tới cửa hàng gì Hoa Ngày Tây rồi cả nhà mình ơi. Wow. Cũng còn cái mùi thơm như cũ. Mùi thơm dĩ qua. Để xuống mở đèn. Rồi xuống mở đèn đi. Cô ở nhà cô không dọn dẹp sạch sẽ ghê không Ngọc? Đúng, rất là sạch sẽ. Ờ. Cái gì là quét dọn này chứ hết. À, thấy cô ở nhà. Này kia là lấy ra cùng chất lại rồi kìa là sạch sẽ gọn gàng hết không? Ờ đó. Còn cái này là mặt nạ. Đó, bây giờ thì tất cả mọi thứ kinh doanh của Ngọc hồi nào tới giờ bữa tới giờ á thì mặc dù Ngọc ở Việt Nam nhưng mà vẫn có cái chị ship hàng đầy đủ. Nhưng mà bây giờ á thì Ngọc về Mỹ lại rồi nên là mọi người sẽ biết là Ngọc về Mỹ lại. Nên là nếu như mà mọi người muốn bắt đầu order tất cả những cái sản phẩm bên Ngọc, mấy chị mà đã khách hàng cũ cũng như khách hàng mới muốn order tất cả mọi thứ ở đây thì Ngọc có những cái sản phẩm như là nhụy hoa ngày Tây hỗ trợ cho giấc ngủ nè, cho cao huyết áp với lại cái chứng rối loạn tiền đình của mình nè. Rất là tốt cho tim mạch, tốt cho hệ tiêu hóa, rồi hỗ trợ cho cái giấc ngủ của mình ngon hơn và sâu hơn rất là nhiều nếu như mà mình bị mất ngủ á. Rồi mình còn tất cả những cái sản phẩm về da cho mình cho đẹp, rồi
căng bóng rồi mờ thâm nám rồi nữa, rồi những sản phẩm như trị mụn và đặc biệt á, là cái sản phẩm sụn vi cá mập của Nhật Bản cho viêm đau nhức xương khớp đó. Sụn vi cá mập của Nhật Bản là cho viêm đau nhức xương khớp đây. Rồi những sản phẩm như là cái trà giảm cân cũng có luôn, trà giảm cân không tác dụng phụ của Nhật Bản có hết luôn. Đây là mấy chị cứ tiếp tục order lại ha. Sản mỹ phẩm bên em thì có serum, serum được chiết xuất từ nhị hoa nghệ tây luôn. Nhị hoa nghệ tây uống lâu dài cái da mình nó đẹp, là bên em có serum được chiết xuất từ nhị hoa nghệ tây của Pháp luôn nè. Việt Nam cũng vẫn buôn bán kinh doanh bình thường nha. Rồi bắt đầu tối á thì mình sẽ xài cái kem dưỡng ban đêm, cái kem dưỡng ban đêm được chiết xuất từ nhị hoa nghệ tây đây đó. Cái ủ này là không thể nào thiếu mỗi tối nè. Sức serum lên xong rồi sức cái kem dưỡng ban đêm của nhị hoa nghệ tây lên là nó sẽ làm cho mềm da mình đó ha. Đúng rồi, mềm da mịn da, da sáng da lên đã lắm rồi. Cái Ngọc cũng có thêm cái bộ này thì mình cũng có thêm cái tẩy tế bào da chết. Tẩy tế bào da chết bên Ngọc á thì 5% AHA và 2% của BHA dạng bột, cực kỳ tốt luôn. Một tuần mình phải xài từ 1 cho tới 2 lần để tẩy đi những cái tế bào da chết trong da của mình á, cho da của mình nó sáng sủa hơn, mịn hơn, để mình khi mà mình xài cái những cái dưỡng vô đó thì nó sẽ thấm tốt hơn, thấm nhuận vô cái da nhanh hơn. Rồi đây nè, trị mụn đây nè, trị mụn là bên đây là anh Bảo có, là bên Mỹ Ngọc cũng có luôn. Trị mụn của rất là tốt, 12 tuổi trở lên là mình xài cái trị mụn luôn rồi. Sáng sức một lần, tối sức một lần, đặc biệt là tốt nhất cho những ai mà bị mụn bọc, mụn đỏ, mụn sưng tấy lên á, là nó hỗ trợ xẹp đầu mụn này kia liền ngay lập tức luôn, của Hàn Quốc luôn. Rồi cái viên uống cấp ẩm của Hàn Quốc là cũng có. Rồi sữa ông chú dạng viên cũng có, sữa ông chú dạng tươi cũng có. Nhị hoa nghệ tây này mày coi chỉ làm thấy gọn ghẻ, nhìn vừa ý hết sức luôn. Nhìn nè, vô mình không có cần phải làm cái gì nữa hết. Ở nhà mình coi hai cái thùng này nè, để đóng hàng ở đờ vô nè đó, chị cũng sắp sẵn đây nè đó, cả nhà mình coi nè, chị gấp hộp sẵn với dựng gọn ghẻ ngăn nắp. Mày coi nè, mày coi sạch sẽ luôn nè, thấy không? Sạch sẽ luôn, mình không có cần phải vô làm gì luôn, y chang như là mình ở đây từ bây giờ. Mà chị cũng ý thức chứ còn mình đâu có dặn, mình đâu có nói gì đâu. Con không có nói, chỉ kêu là làm mấy thôi mà tất cả mọi thứ ngon lành. Này là cho điểm cộng. Cô mốt là sẽ kêu chỉ lại. Rồi thôi bây giờ hai mẹ con sẽ bắt đầu cái ngày hôm nay nha. Mọi người nhớ mua hàng lên trực tiếp cái website của Ngọc để mua trên đó, hoặc là cứ gọi điện thoại trực tiếp cho Ngọc để Ngọc tư vấn cho mọi người, để có thể mình trả tiền qua những cái cách khác. Chứ còn online thì mình trả tiền qua bằng thẻ ha. Bây giờ thì mở ra những cái thùng đồ coi là cái đồ gì mà này là cái đồ này là đồ chay được tặng nè. Thì ship thẳng tới nhà Ngọc luôn. Cô chú nào tặng cho chơi cái này vậy ta? Dễ thương quá ta. Cái này là gì? Cái này là cái áo nữa. Ôi, ô áo trái tim kìa, có cưng không? Ba cái mình đang nhai. Này áo ta dài à, áo đó nào thì đem về mùa này mặc được nè. Rồi, cảm ơn bà cô chú nào mà yêu thương chơi, gửi quà tặng cho chơi nha. Chơi lúc nào cũng có quà. Chơi được thiệt chứ. Ông bà cô chú thương quá trời thương luôn. Rồi bây giờ đem thêm một mớ đồ đi ra đây để cái coi tủ lạnh ngoài đây. Hồi nãy con nói bán tủ lạnh trong kia thì Quynh không chịu, thì Quynh nó ủa. Ở ngoài đây mình có tủ lạnh này nữa, mình cũng phải đem cái tủ lạnh qua Florida thì mình bán làm chi? Có khi mình nhập hai cái. Nhập hai cái và lại mình xài. Đó. Trong đây thì thường ngày thì Ngọc để ra cái sữa ông chúa để Ngọc bán thôi, sữa ông chúa tươi á là Ngọc phải đóng gói trong này. Sữa uống chút vô tư thì cực kỳ tốt cho da luôn. Uống vô là nó hỗ trợ, vừa uống mỗi ngày một lần ha, rồi giờ mình vừa dùng để đắp da mặt của mình nữa, cực kỳ tốt. Bây giờ thì hai mẹ con đã tới chợ Hàn Quốc. Đây là cái chợ mà hai mẹ con đi nhiều nhất, thì hôm nay là quyết định có đi hai cái chợ, một cái chợ là Hàn Quốc, một cái chợ là chợ Việt Nam mình, để mua nhiều lúc á cái những cái rau củ quả đâu này kia ở chợ Hàn Quốc á, nó không có nhiều bằng cái chợ của Việt Nam mình, nó không có cái loại rau củ mà mình muốn á. Nói chung mà chợ Hàn Quốc cũng y chang vậy, không có con thì chợ Hàn Quốc cũng không có gì thay đổi mẹ. Ây da, bữa nay bán dưa hấu nè, mà thường dưa hấu của Mỹ các bạn ơi, ăn Ngọc thấy không có ngon chút nào. Biết sao mà con nói không có con mà chợ Hàn Quốc không có gì thay đổi không? Tại vì là không có mợ chợ vẫn đông. Không có con thì người ta vẫn đi chợ bình thường, không sao hết. Ôi mẹ con, mấy cái hành thế nè, thấy không? Hành quá trời luôn. Bà ngoại mua cái gì mua đi, rồi mua canh về để nấu canh cho chay, rồi suy nghĩ để riêng mẹ, riêng hành riêng, là ngò riêng. Mẹ qua Mỹ cũng để ý nha, mẹ sợ nhất là tốn bịch thiệt luôn á. Mẹ cứ cái gì mẹ cũng đòi bỏ chung vô, nhưng mà bỏ riêng người ta mới biết đường tính kỹ. Bà ngoại rất là sợ, tôi sợ bỏ bịch nha. Bà ngoại nói có một cộng gì mà mất công tốn cái bịch à. Này
này thì Ngọc về là Ngọc thấy là chưa có cherry nè mọi người. Đây măng cục ăn cho đã đời rồi nè mẹ nè. Đó, măng cục ăn là quá đã rồi nè. Coi măng cục nè, Ngọc nồi bữa Ngọc nói thấy không, 450g măng cục này đó là giá là 450.000 cho chưa tới nửa ký măng cục rồi, các bạn thấy giờ đợi mắc dễ sợ không, 450.000 nửa ký mẹ thấy mắc không. Hồi bữa là 100.000 ký, hồi bữa là con về Việt Nam là con ăn đã đời. Mà nhìn mấy cái trái này nè, cái này của Mexico nhìn nó đâu ngon bằng trái Việt Nam mình đâu, thấy không? Vải nè, đó vải gì coi vậy chứ cũng không có ngon được đó. Nhìn cái trái nó cũng còn non mà nửa ký là hả gần 200.000, người ta làm cái gì chút xí vậy nè. Cái này thấy gì đây, cam hả, cam nè, trời con mít kìa, mít nguyên trái mít bự kìa, chà bá lửa kìa, bia nè, bán cá nè, quầy bán cá sống để ăn nè, lạnh quá trời ơi, vô trong đây lạnh quá nè, sashimi mackerel, sashimi mì nè, rồi con này là con sò điệp nè, dĩ này là cỡ chừng 230.000 dĩ mọi người, ui lạnh quá. Bạch tuộc nè, bạch tuộc sắc sẵn, bạch tuộc chưa sắc qua nè. Đây lại cái thấy nó không có những cái loại cá mà của Việt Nam mình mẹ, dễ gì có mấy cái loại cá đó. Mày thích ăn bí đó ra đó, tỏi lục rồi đó, mua tỏi lục rồi cho khỏe. Ở trên kia là có tỏi bầm rồi, mà muốn mua tỏi bầm rồi mua đó luôn cho khỏe luôn. Tỏi bầm rồi hả, không ngon bằng hả, ớt đỏ ngon nè, mua cho ba này có lý nè. Hành tím là hành này ngon nè mẹ nè, đó hành tím này nè, cái hành này là hình như là được trồng ngay tại Mỹ luôn á mẹ. Đúng rồi, product of USA nè. Không biết cái này phải củ nén không, mọi người nhìn thử coi, nhìn nó ghi này là này nè, cái này là hành của Mỹ á. Đó, đây nè, đó hành tím nè, nè hành tím này nè, mua 2 bịch đi ha. Năm một bịch. Cái này của Mỹ đó, hành tím của Mỹ ha, mua 2 bịch đi cho em. 2 bịch đi, mình ăn hành tím rồi ướp rồi nhiều. Ủa rồi mẹ mua đó này chi nữa? Hồi nãy có tỏi rồi mà. Tỏi đâu? Ủa tỏi mới mua tỏi lột rồi thấy chưa? Quên rồi đó thấy chưa? Là lớn tuổi rồi đó ngoại ơi. Tự nhiên đứng thấy mẹ lửa nó, ủa gì vậy chơi. Không thể nào thiếu cái món trứng cho em chay chay của mẹ mơi được hết. Thì trứng thì mình sẽ mua trứng này organic nè, cho em chay chay. Chay cũng thích uống Yakult lắm, mua em chay chay mấy hộp Yakult đi. Đây nè, bây giờ tới cái hàng thịt bò nè. Thịt bò đó không, mua cái cục bò xương, cái xương xương này nè, mà có ấy về nấu cháo cũng ngon lắm mẹ. Cháo với đậu không? Dạ. Nhưng anh Bảo nấu nhà. Anh Bảo nấu ngon lắm á. Bảo nấu cháo thịt bò á. Mà mình ăn đúng một lần thôi nha, mỗi người tô thôi chứ ăn nhiều lần thứ hai nữa là ngán. Đây mẹ, mua lửa mua cục thịt này đi, về có gì cuốn bánh tráng ăn nè mẹ nè. Thịt là cắt da ra rồi, mà sao thấy gì mỡ không vậy trời? Mỡ quá trời mỡ đây. Cục nào cũng quá trời mỡ đây. À, bên này ít mỡ mà còn da. Rồi kệ nó cũng sao. Cuốn xương này đi về để riêng cho chay nè ngoại nè. Cái này với cái này ngoại thấy cái nào ngon? Hai cái xương non. Còn đây là gì? Này cuốn xương non mà khúc ở trên, còn này chót ở dưới. Ngoại biết cái nào ngon mà lấy cái đó về cho nó với ba nó làm bữa cho nó với ba nó ăn cũng được. Nó dạo này là nó khoái cánh gà chiên nước mắm lắm. Mua cánh gà chiên nước mắm về làm cho nó cũng được. Dạ. Nó thích ăn nó thích ăn gà kho nữa chứ. Trời mẹ coi người ta cắt ra cái lẳng này nè mẹ, cái lẳng này là lúc mà nguyên cái đùi á, con nghĩ là nguyên cái đùi mẹ. Rồi người ta bán rẻ ghê không, cái này là gần cái này là cỡ ký á nha, gần ký nha, mà bán có 50.000, 50-60.000. Không biết sao này là bên Việt Nam bán này mắc lắm, không phải không, họ làm cái gì á, kêu bằng sụn gà em con không biết nữa, vô nhà hàng mà mình kêu ôi cái này rẻ ghê không. Rồi đây nè, cánh gà nè, mua vậy để làm cho nó với ba nó. Đúng rồi, mua má đùi này làm cơm. Má đùi 5 4 cái hả? 4 cái rồi, mỗi người 1 cái, nó 1 cái nữa, con chay 1 cái nữa. Phải có nó nữa. Cái này 5 cái nè, 2 4 5 nè, cái này có lý nè. Nó 5 cái má đùi này nè là 1 kg rưỡi ha. Mà giá là 150.000. Này là ba cái đồ ăn của này là mấy cái đồ ăn ướp sẵn rồi này kia của Hàn Quốc rồi này kia đó, mẹ muốn mua nào không? Người ta làm sẵn người ta bỏ đây nè, có này nè. Đó, trong biển rồi này kia nè. Dưa leo ngâm hả? Dưa leo chua đó. Dưa leo làm chua thì hơi khó rồi nha. Cái này có cái này mẹ nè, cái này có cái này nè, cái này ngâm chua nè. Cái này là củ cải trắng làm chua nè. Đó dưa leo đó. Kim chi kìa, kim chi kìa, mình mua hũ kim chi nhỏ nhỏ không? Trong tháng mình có ăn cái đồ nướng gì mình mua kim chi nhỏ, hũ kim chi nhỏ nhỏ nè mình ăn nè mẹ nè.
Thử là thì thử đó là không. Cái này là đầu hành. Đầu hành ngâm chua. Nè này kim chi nè. Ủa hủ nhỏ này về ăn. Đây nè mẹ mẹ. Dưa mẹ nói nè mẹ nè. Đây đây dưa đây. Dưa này nè, dưa này mẹ nói nè. Đó, vô lửa đi ngay chỗ quầy quầy này nè. Đây nè, có dưa loại này nữa, dưa sắc nhỏ ra gì nữa nè. Quá trời dưa luôn đó. Rồi con là qua bên đây chắc con mua đồ ăn, con order đồ con ăn coi. Mẹ ăn không? Không, mẹ ăn bữa sáng, mẹ ăn sáng rồi con. Sáng rồi hả? Nãy con mua ly cà phê mẹ uống rồi, nó no quá. Rồi ok. Rồi, bây giờ thì Ngọc sẽ kêu mì tương đen ăn, bữa giờ lâu quá chưa ăn lại mì tương đen. Kế bên đó mì tương đen thì nó không có thịt thà gì trong đó hết, Ngọc mới kêu một miếng gà. Thôi mẹ ngồi mẹ ăn chung với con vui vui mẹ ơi. Chứ còn người ăn chứ buồn quá. Mẹ no lắm. Không ăn là không à. Đây nè, nguyên cái tô mì tương đen bự quá trời bự, hai mẹ con chia ra đây nè. Thôi, mẹ không ăn nữa đâu. Rồi ok, vậy mình ngon ăn ha. Rồi ngồi ngồi đừng có thèm nha. Yeah. Có thêm chén cơm để mình ăn cơm nữa nè. Dạ. Thấy củ cải. Quá trời luôn. Ngon quá, nhưng mà mẹ no lắm. Tại nãy con mua cái ly về sữa gì đó. Starbucks. Đó mua ly đó cho mẹ uống mà nó quá no. Rồi, chứ nếu okay. Không uống ly đó thì mẹ ăn thêm được. Rồi vậy bây giờ con ăn nha, quay phim giùm con nha. Rồi thôi con ăn đi. Rồi bây giờ thì ăn mì tương đen trước. Mì tương đen. Cả nhà mình thấy hai món đồ ăn món mà cũng hấp dẫn tuyệt vời không. Lâu quá mà ăn mì tương đen, mà mì tương đen ở chỗ này làm cũng được, nhưng mà mì tương đen gần nhà mình làm ngon. Trong cái nhà hàng bữa trước mình ăn Ngọc. Dạ. Chỗ đó mì tương đen thiệt ngon. Bên Florida mình cũng có cái nhà hàng ăn cũng ngon. Nhà hàng bên Florida. Đúng rồi, nhà hàng đó ba thích lắm á. Nó cũng có nhiều món. Nhưng mà mì tương đen ở đây làm ngon. Trời ơi, thôi kéo sợi lên đã không. Cho mình thâm nêm. Thôi mời mọi người nha. Sáng giờ chưa ăn gì hết. Quá ngon không? Ngon. Mì tương đen này mà phải thêm nó ngon, nó bỏ thêm cái thịt nữa ăn ngon không? Trong đây thì đa số là chỉ là hành nè, rồi dưa leo nè, rồi mấy cái củ ấy thôi chứ còn không có thịt. Thịt đồ bảy 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 xí 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 vậy đâu à. Có thịt ngon. Ăn mì không thì cũng hơi ớn. Đây là cả nhà đó, ở trong đó là nó khô, chế biến ở trong á. Chỗ này á, cái quán chỗ này là tại hôm nay mình đi hơi sớm hả con ha. Chứ buổi trưa thì đi thêm trường chút xíu nữa là thôi chứ. Khách ăn đông nghẹt. Mình đi chợ chứ nó người tiện á. Đi làm á. Nó tiện cho ai đi chợ cái cũng vô đây. Thử cái này con ngon không? Nóng à. Mới vừa làm xong. Gà cay. Gà cay ngọt ngọt. Thơm. Hả? Mà ăn vô miếng mì. Michigan hôm nay là nắng ấm luôn cả nhà ơi. Khỏe luôn. Hôm nay ông ngoại qua đây là khỏe rồi đó. Rủ ngoại đi đâu là ông ngoại đi hết á. Còn mấy ông tước lạnh quá, ông ngoại cứ ở nhà trùm áo trùm cũng bên xui à. Rồi về hai mình. Cái này nè, giá còn khoảng 21 đô. Là cái chừng khoảng 500 ngàn. Rồi cái mình về cái mình sắp xếp đâu đó cái chiều chiều cũng chạy tàu bảy chút Ngọc. Đúng không? Chiều nay chạy. Chiều nay chạy tàu chơi bảy chút lâu quá rồi. Lâu quá không có chạy tàu chạy ghe gì hết. Cô chú nào mà nhìn thấy cái tô mì cơm đen này không? Sẽ nhớ tới đi học của vui không con? Mẹ có biết là gì không? Biết. Bữa đi làm sen á, cô chú hỏi chay đi học có vui không con, mà nó đâu biết gì đâu. Tự nhiên mình quên. Công nhận mà mình á, công nhận á mấy cô chú tội nghiệp thiệt á,
nhiều lúc á mình quay cái video ra chứ có nhiều lúc mình cũng quên cái video đó ha Ngọc ha. Nhưng mà cô chú coi cái video nào là nói nhớ in cái video đó hết. Rành mạch đó. Tội nghiệp thiệt, thương thiệt luôn á. Bởi nhiều lúc á mẹ thầm cảm ơn cô chú anh chị đại gia đình của mình luôn. Trong cái thời gian mà mình về Việt Nam 2 tháng á Ngọc. Trời ơi, cô chú anh chị hả phần á thì ủng hộ hàng mình bán ha, phần á thì ủng hộ video của tụi con. Tụi con thì quà cáp. Đó bởi quà vậy. Cáp cho Chay, cho Ngọc. Đó bởi vậy hả cho mình cả gia đình. Cảm ơn đại gia đình mình nhiều, mãi yêu gia đình mình luôn á. mãi yêu đại gia đình mình luôn. Có thả tim không? Mẹ không biết thả tim. Ngọc với mẹ là bây giờ đi về tới nhà rồi. Hồi nãy thấy trong chợ Hàn Quốc cũng có mua thêm cái dĩ thịt này nè. Thịt này thì giống như thịt giò heo mà hầm thảo mộc đồ này kia đó các bạn. Một cái dĩ thịt như thế này thì tổng cộng là khoảng từ 450 tới 500 ngàn cho một cái dĩ thịt này. Ủa Chay Chay đang làm gì ta? Hả? Chay Chay trộn dẻ gì hả? Trộn dẻ hơi kì bu gì luôn hả? Sao sao ăn nó tối ngày nó cứ hơi kì bu gì không hả ta? Ôi đất ơi, con mẹ. Ôi trời trời, ê không có dễ anh tay nghe không? Nghe không? Không, con dễ đồng hồ. Dễ đồng hồ chi? Có đồng hồ đeo dễ đồng hồ chi? Mẹ con chị, con mẹ coi con thích. Mẹ ơi con dễ tay. Mẹ con bỏ con dễ. Tại vì mẹ bỏ vô mẹ biết ở đây. Mẹ bỏ vô mẹ biết, mẹ bỏ đây. Còn mẹ bỏ vô mẹ biết mà bỏ đây là sao? Bỏ con dĩa đồng hồ đó mẹ. Rồi biết dĩa đồng hồ rồi nhưng mà không có được dĩa anh tay đi. Mình lấy đồng hồ mình đeo vô đi chứ dĩa làm chi? Không mẹ, mẹ đeo vô đồng hồ đây. À đồng hồ đeo lẽ phải đeo ngay chỗ đó đó phải không? Đó, giờ nó ra đây, nó lên cái xe, nó ngồi, nó chở con Harley Gugi của nó đi vòng vòng nè cô chú ơi. Nó khỏe, mà về Mỹ vui không? Nói ông bà cô chú nghe, giờ thích ở Mỹ hay ở Việt Nam? Ủa? Rất kỳ thôi chứ chi đâu làm hồi hộp với Chay. Trả lời một câu coi, thích ở Việt Nam hay ở Mỹ? Suy nghĩ kỹ coi. Ở Mỹ à? Sao thích ở Mỹ? Hả? Có nhiều đồ ăn. Ở Mỹ có nhiều đồ ăn hả? Ủa chứ Việt Nam có nhiều đồ ăn hả? Đồ ăn xấu xí. Rồi ok. Đó, thì bây giờ thì đó, nó là vậy đó, cứ lên xe cứ chơi cứ chạy vòng vòng rồi cứ một mình với lại dòng sông hả Chay ha. Chiều nay là mẹ dẫn đi, chiều nay mát mát rồi cái mẹ dẫn đi đi ra công viên chơi nha. Chứ vậy ba chở đi công viên chơi xe này. À ba chở con đi xe đó phải không, đi ra công viên chơi bằng xe đó phải không, hay là bà ngoại chở? Ba chở hay là ai chở cũng được? Ba chở. À một hai là phải ba chở hả? Ok, ba chở người đó chở thôi. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo của gia đình. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Nói sao? Chào tạm biệt con bà cô chú. Lớn lên. Chào về sao nói lớn lên. Tắt bình đi con, tắt bình đi. Con ngồi không thì con tắt cái bình lại cho cái xe nó đừng có ấy. Rồi chào tạm biệt con. Con chuẩn bị chạy mẹ. À con chuẩn bị chạy hả? Ai biết đâu thấy ngồi dễ, ai biết chừng nào chạy. Thôi rồi ok. Quay đầu đi, quay đầu xe với ba ông bà cô chú đi. Nhanh đàng hoàng, nhanh đàng hoàng. Lấy tay bye bye đàng hoàng. Bye bye. Bye. Ê, lấy bánh mì ra cho mấy con vịt ăn không?